Để có giải đất hình chữ S như hiện tại, các tiền nhân nước Việt đã đổ rất nhiều công sức và xương máu ra đánh đổi. Hành trình mở cõi về phương Nam của dân tộc được khởi đầu từ Triều Lý và kết thúc vào thời các Trung Nguyên. Trong đó, lịch sử ghi danh nhiều cá nhân nổi bật có đóng góp lớn lao cho sự nghiệp vĩ đại này. Một trong số đó là Lý Thành Hầu, Nguyễn Hữu Cảnh, người đã đem phần lớn đất Nam Bộ về cho Đại Việt. Vùng đất Nam Bộ của Việt Nam ngày nay xưa kia là lãnh thổ của Vương quốc Cổ Phủ Nam. Đến thế kỷ thứ 7 thì vương quốc này tan rã và sáp nhập vào Chân Lạp. Nhưng vì là miền biên viễn xa xôi nên người Chân Lạp cũng không đoái hoài gì tới, khiến cho mấy thế kỷ trôi qua đây vẫn là nơi hoang vu vắng vẻ, cư dân thưa thớt. Thế kỷ thứ 17 tiếp nối tiến trình mở cõi của tiền nhân, các Trung Nguyên đã kéo dài biên giới lãnh thổ xuống tận Khánh Hòa ngày nay. Chiêm Thành khi đó chỉ còn là một vùng đất nhỏ, biên cương của Đại Việt tiến gần đến Chân Lạp. Năm 1679, một số tướng lính cũ của nhà Minh do không thần phục nhà Thanh nên tìm đến nương nhờ Chu Nguyên. Để không làm mất lòng nhà Thanh, Chu Nguyên đề nghị Chân Lạp, khi đó vẫn nằm dưới sự bảo hộ của Đằng Trong, chia cấp đất cho nhóm tướng lính này vào làm ăn sinh sống ở xung quanh vùng đất mà ngày nay là Sài Gòn. Từ đó, nhóm Trần Thường Xuyên đến vùng Biên Hòa, còn nhóm Dương Ngàn Địch xuống vùng Mỹ Tho. Hai nhóm người Hoa định cư sinh sống ổn định và phát triển vùng đất mới thịnh vượng rực rỡ. Trong đó, Cù Lao Phố trở thành thương cảng bậc nhất phương Nam lúc bấy giờ. Đang yên ổn làm ăn thì năm 1688, phó tướng của Dương Ngàn Địch là Hoàng Tiến nổi loạn, giết chết chủ tướng, chiếm cứ vùng đất Mỹ Tho. Nhân cơ hội này, quốc vương Chân Lạp là Nạc Thu hủy bỏ việc điều cống và chống lại Chu Nguyên. Chu Nguyên tức giận, cử thống binh Mai Văn Long vào đánh dẹp. Lúc này, một nhân vật xuất hiện, đầy cục diện chiến trường phía Nam trở nên ly kỳ như truyền Tam Quốc, đó là nàng Chiêm Giao Luật. Bấy giờ, Nạc Thu hay tin Mai Văn Long đang tiến quân vào, bèn cử nàng Giao Luật làm sứ giả đi tiếp xúc với Hoàng Tiến và dùng mỹ nhân kế để khích cho Hoàng Tiến đối đầu với Mai Văn Long. Nạc Thu tin rằng điều này sẽ làm quân Nguyễn Từ đánh nhau mà suy yếu, còn mình thì ngư ông đắc lợi. Nhưng Mai Văn Long lại là tướng tài, chỉ một trận đánh đã giết chết Hoàng Tiến, sau đó cùng với Trần Thường Xuyên tiến đánh Chân Lạc. Bồn cũ soàn lại, Nạc Thu tiếp tục cử nàng Giao Luật đi gặp Mai Văn Long. Xa vào mỹ nhân kế, Mai Văn Long dừng tiến quân, làm lỡ việc được chúa giao phó. Năm 1690, Mai Văn Long bị Chu Nguyên cách chức, thống xuất Nguyễn Hữu Hào vào thay thế. Nguyễn Hữu Hào nhận nhiệm vụ, bày binh bố trận, quân lệnh nhịp nhàng nghiêm chỉnh, binh tướng đều phục tùng. Lần này, Nạc Thu cũng lại cử nàng Chiêm Giao Luật đi thuyết khách. Biết Nguyễn Hữu Hào là vị nho tướng, nàng ca tùng ông là người nhân nghĩa, và nói việc Chân Lạp trầm tiên cống là do Hoàng Tiến xúi giục. Mềm lòng trước lời ngon tiếng ngọt, Nguyễn Hữu Hào nói: "Họ đã về với ta mà ta lại đánh, đó là bắt chẹt người trong lúc nguy, không phải là vó." Vì thế không tiến đánh mà lui quân về Bà Rịa, Chu Nguyên nổi trận lôi đình. Tháng 10 năm 1690, Nguyễn Hữu Hào bị triệu về Thuần Hóa luận tội và cách hết chức tước. Liên tiếp mất hai vị tướng giỏi ở phía Nam. Trong khi đó, Nạc Thu nhiều lần đưa quân đánh phá cướp bóc. Tháng 10 năm 1699, chúa Nguyễn Phúc Chu cử một vị tướng khác vào đánh dẹp. Vị tướng này đã thành công bình định Chân Lạp và sáp nhập một vùng đất rộng lớn ở phía Nam vào lãnh thổ của Đại Việt. Vị tướng ấy chính là Lý Thành Hầu, Nguyễn Hữu Cảnh. Nguyễn Hữu Cảnh sinh năm 1650 tại xã Trương Tín, huyện Phong Lộc, nay là Quảng Ninh, Quảng Bình. Ông là con trai của Nguyễn Hữu Giật, vì danh tướng với những chiến công lẫy lừng trong cuộc chiến giữ đất xứ Đằng Trong. Do xuất thân trong một gia đình võ tướng, từ thuở nhỏ Nguyễn Hữu Cảnh đã được phụ thân cho rèn luyện võ nghệ và hướng theo con đường binh nghiệp. Nguyễn Hữu Cảnh tỏ ra đam mê với võ học, ông chính là sư tổ khai sáng phái võ truyền đến tận ngày nay là Bạch Hộ Sơn Quân Phái. Thuở ấy chiến sự giữa Đằng Ngoài và Đằng Trong đang đến hồi khốc liệt. Nguyễn Hữu Cảnh tuy tuổi mới đôi mươi, nhưng ông đã sớm dấn thân vào cuộc chiến. Ông theo cha cầm quân xông pha Trần Mạc, phò chúa an dân, giữ yên bờ cõi và lập được nhiều chiến công. Chúa Nguyễn tin cần phong cho ông làm chức cai cơ.
năm 1681, phụ thân ông qua đời. Gánh vác nghiệp cha để lại, Nguyễn Hữu Cảnh đã có nhiều đóng góp lớn lao cho xứ Đằng Trong. Ông giúp Chu Nghiến bình định Chiêm Thành, đưa xứ Nam Bộ vào bản đồ của Đại Việt. Chiêm Thành xưa kia là một vương quốc rất hùng mạnh, nằm an ngữ toàn bộ miền Trung Việt Nam. Họ đã nổi lên như một thế lực đáng kể trong khu vực khi đã từng đánh ra Tần Thăng Long của nhà Trần và quyết chiến hàng trăm năm với đế quốc Khmer ở phía Nam. Tuy nhiên, với sự bành trướng của Đại Việt, Chiêm Thành ngày một thu nhỏ qua những lần bại trận. Đến thời các Chu Nguyên thì lãnh thổ của Chiêm Thành chỉ còn vùng Ninh Thuận, Bình Thuận ngày nay. Mùa thu năm 1692, vua nước Chiêm Thành là Bà Tranh sau 30 năm trị vì đã quyết định thay đổi chính sách, bắt đầu cho quân tấn công qua lãnh thổ của Đại Việt. Năm ấy Nguyễn Hữu Cảnh 42 tuổi, nhờ nhiều công trạng từ trước, ông được Chu Nghiến Phúc Chu phong tước Lễ Thành Hầu, dẫn quân đi ứng cứu với chức thống binh. Nhận nhiệm vụ trọng đại, Nguyễn Hữu Cảnh bắt đầu dẫn quân lên đường và đánh thẳng sang đất Chiêm Thành. Quốc vương Bà Tranh chống cự không nổi, bỏ thành chạy trốn về phía Nam. Nguyễn Hữu Cảnh liền dẫn quân truy kích và đến tháng 3 năm 1693 thì bắt được Bà Tranh cùng cả triều đình thân thuộc. Chúa Nguyễn Phúc Chu cho các quan tướng của mình vào đóng quân trấn giữ vùng đất này hòng ổn định tình hình. Vốn là một dân tộc có bề dày lịch sử hàng nghìn năm, người dân Chiêm Thành không chịu khuất phục. Năm sau, tức là năm 1694, tướng Chiêm Thành là Óc Nha Tháp cùng một người Hoa tên là A Ban bất ngờ nổi dậy. Quân Chiêm Thành tấn công dữ dội, đánh bại và giết chết nhiều quan tướng của Chu Nguyên. Chu Nguyên Phúc Chu nổi dần, cử Nguyễn Hữu Cảnh một lần nữa vào đánh dẹp. Nguyễn Hữu Cảnh thành công giết chết thủ lĩnh của quân Chiêm Thành. Cuộc nổi dậy cuối cùng của dân tộc này bị dập tắt. Sau cuộc chiến này, vương quốc Chiêm Thành thực tế đã không còn tồn tại. Chu Nguyên cho đổi tên lại thành Thuần Thành Trấn. Người Chăm bị bắt phải mang trang phục và sinh hoạt giống như người Việt. Biên giới của Đại Việt đã tiến sát nước Chân Lạp. Bây giờ ở miền địa đầu nước Chân Lạp, đặc biệt là vùng Bà Rịa, Đồng Nai ngày nay, tuy lầy lội hoang vu, nhưng dân lưu tán người Việt, người Hoa, người Khmer đã đến sinh sống và khai thác ruộng đất. Dù trên danh nghĩa đây vẫn là đất của Chân Lạp, nhưng cư dân ở đây lại sở phục uy đức của triều đình Chu Nguyên. Lúc đó triều đình Chân Lạp do mâu thuẫn nội bộ liên miên nên suy yếu, thường bị Xiêm La qua gây hấn. Dưới tình thế đó, năm 1698, Chu Nguyên Phúc Chu đã ra một quyết định lịch sử cực kỳ lớn lao và quan trọng, là tổ chức đặt bộ máy hành chính của người Việt trên toàn miền đất mà ngày nay là Nam Bộ. Và một lần nữa, Nguyễn Hữu Cảnh được giao phó trọng trách thực hiện sự nghiệp này. Xuân Mậu Dần năm 1698, với chức thống suất làm nhiệm vụ kinh lược xứ Đồng Nai, Nguyễn Hữu Cảnh dẫn đầu đoàn thuyền vượt biển tiến vào Nam. Ông chọn địa điểm Cù Lao Phố làm tổng hành dinh. Khi ấy, ngoài mỏm đất này ra, chung quanh toàn là rừng núi âm u, đất đai hoang hóa đầy hiểm trở, sông rạch thì chẳng chịt, gai góc ngút ngàn, đầy rẫy hang ổ của các loài manh thú ác ngư. Vì thế mới có thơ rằng: Đồng Nai địa thế hái hồng, dưới sông sấu lội, trên dòng cọp Nguyễn Hữu Cảnh chọn lưu vực sông Đồng Nai, sông Sài Gòn làm trọng tâm. Trên cơ sở những lưu dân Việt đã tự phát tới khu vực này trước đó, ông cho lập phủ gia đình với hai huyện là Phước Long và Tân Bình, tức bao gồm phần lớn vùng đất Đông Nam Bộ ngày nay. Ông cho lập dinh trấn biên và dinh phiên trấn ở hai huyện này, thiết lập bộ máy hành chính và cắt đặt quan lại cai trị. Từ đó, vùng đất này chính thức thuộc về Đại Việt. Nguyễn Hữu Cảnh đề ra kế sách đưa dân lưu tán, chiêu mộ người có nhân lực, vật lực ở Ngũ Quàng, tức là dân Quảng Bình tới Quảng Ngãi, vào vùng đất mới để lập nghiệp, xây dựng xóm làng. Và chưa đầy một năm, xứ sở rừng rậm đầm lầy quanh Đồng Nai bên Nghé đã nhanh chóng trở thành phủ gia đình rộng lớn đầy sinh khí. Nguyễn Hữu Cảnh đặc biệt nặng lòng với quê hương Quảng Bình của mình. Với mới vùng đất vừa khai phá, ông đều đặt tên có chữ Bình kèm theo, như Tân Bình, Bình Dương, Bình Hòa, Bình Long, Bình Điền, mà đến ngày nay vẫn còn tồn tại. Năm 1699, khi tình hình ở đây đã ổn, Nguyễn Hữu Cảnh tiếp tục vương mình Chúa Nguyễn Phúc Chu đi đánh dẹp cuộc nổi loạn của quốc vương Chân Lạp là Nặc Thu như đầu video đã kể.
khác với chiến lược của Mai Văn Long hay Nguyễn Hữu Hào là tóc chiến tóc thắng, Nguyễn Hữu Cảnh chú trọng bố yên lòng dân Đông Xứ. Ông cho quân lính khơi thông kênh mương, cho dân khai khẩn ruộng đất. Nhờ vậy, ông được dân ủng hộ, uy thế của quân Nguyễn tăng cao. Tháng 2 năm 1700, Nguyễn Hữu Cảnh tiến quân vào Chân Lạp. Mỗi khi tấn công, ông mặc nhung phục đích thân đứng trên đầu thuyền, bung gươm vẫy cờ đốc quân tiến đánh, khiến quân của Nặc Thu khiếp vía kinh hồn. Tháng 3 năm 1700, Nặc Thu bỏ thành trốn chạy, một người cháu mở cửa thành đầu hàng, Chân Lạp xin thần phục và nộp cống như trước. Nguyễn Hữu Cảnh ban lệnh vũ an dân chúng, ông thường ghé vào các thôn xóm người Việt, người Hoa và phung sóc người Khmer thăm hỏi dân. Vì vậy, ông được dân chúng bất kỳ dân tộc nào cũng yêu mến. Một tháng sau, Nguyễn Hữu Cảnh cho lui quân về Cồn Cây Sao, tức là An Giang ngày nay, và báo tin thắng trận về triều đình. Nhưng lúc này, trong quân lại phát bệnh dịch, Nguyễn Hữu Cảnh cũng bị nhiễm bệnh. Ban đầu còn nhẹ, nhưng dần dần nó trở nặng, hai chân bị tê đi, ăn uống cũng không ngon. Đến ngày 5 tháng 5 là Tết Đoan Ngọ, có yên tiệc để khoản đãi quân sĩ. Nguyễn Hữu Cảnh gượng dậy cùng uống rượu với các tướng tá để yên lòng quân. Bất ngờ, ông thổ ra một cục máu, vội lấy tay áo che đi, không cho ai biết. Bệnh ông từ đó ngày một nặng thêm, ông hạ lệnh cho quân trở về dinh Tân Biên. Nhưng ngày 9 tháng 5, khi thuyền mới về tới Tiền Giang thì ông mất. Khi ấy, Nguyễn Hữu Cảnh 51 tuổi. Chúa Nguyễn Phúc Chu đau lòng trước sự ra đi của Nguyễn Hữu Cảnh, sắc tặng ông là hiệp tán công thần. Nhân dân các dân tộc ở vùng đất mới khai phá đều quý mến và mang ơn ông đã cho họ cuộc sống ấm no. Không chỉ người Việt mà người Khmer cũng lập miếu thờ ông. Vua Gia Long sau này đã cho bài vị ông được thờ trong thay miếu và được liệt vào hàng thượng đẳng công thần. Hiện nay, nhiều nơi ở Nam Bộ, vào ngày 9 tháng 5 hàng năm, người dân vẫn làm rỗ để tưởng nhớ Đức Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh bởi công lao to lớn của ông đối với mảnh đất này. Đời sau có câu đối ca tụng ông rằng: dẹp chiêm thành, sắp đặt cao miên, làm tướng làm thần, vinh sóng thác, dân ngũ quảng, mở mang lục tình, dày công giải đức, tạc non sông.